Hello, chào bà con. Hân hoan vui mừng và phấn khởi chào đón tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Sơn Sàm TV. Vâng, lại là Sơn Sàm đây, lại là cái mặt mốc của Sơn Sàm đây. Rồi, rồi bà con ngủ chưa? ngủ chi sớm. Đó, để nói cái chuyện Đinh Lan chút xíu cho nó vui. À, mai nó đi rồi bà con, thấy không? À, tôi mới nghe phong phanh cách đây khoảng nửa tiếng đồng hồ. À, nó mới leo hàng rào đó, nó mới thông chốt, mới phóng hàng rào sao bị dây kiểm gai móc lủng cái đít quần nè, đó bị dân phòng rượt cái gì mới bỏ chạy đâu, mới cách đây khoảng 10 phút thôi. Đó, nó tùm lum chuyện hết trơn á, trời ơi đất ơi, cái kênh Đinh Lan của nó bị thó rồi nha bà con, bị thó rồi, bị YouTube quýnh nó sập rồi đó. Sập rồi thì ngày hôm nay đó mới làm lại một kênh là Lan Đinh. À, Đinh Lan về chơi là Lan Đinh nghe đó. Đó, lương lẹo ghê không đó Lan Đinh. Thì cái kênh này mới lập ra 300 mấy người đăng ký rồi đây. Mà bà lên clip liền quý vị, lên clip liền đó, mà lần đầu tiên tao thấy trong cuộc đời nha, đó ra một cái video mà có 125 like thôi mà 1000 dislike, trời ơi quá khủng khiếp đó, phá kỷ lục luôn này, kỷ lục mới luôn đây đó, kỷ lục luôn, quá kỷ lục, vô địch like nè đó. Và hình như bữa nay là bắt đầu là xóa không nổi rồi. Mấy bữa trước các bà con, mấy bữa trước là mấy cái bình luận người ta khen á để lại đó, còn bình luận chửi á xóa hết. Bữa nay người ta chửi quá xóa không nổi. Xóa không nổi để nguyên luôn. Trời ơi, hồi chiều làm một cái clip. Chứ. Ngồi vậy nè. Như vậy là CA Bình Dương, à, ý nó công an Bình Dương á. Đó, đã sai phạm, lộ rõ cái sai phạm của mình. Đó, ngày mai Đinh Lan và luật sư Vĩ sẽ không lên Bình Dương. Đó, để coi lang thang đường phố có xóa kênh hay không. Rồi bà Hằng, bà hứa. Đó, bây giờ hết vấn đề nói rồi, không còn nói được cái gì nữa. Đó, bây giờ lại đem công an ra nói luôn. Đó, bây giờ là đi thanh tra luôn cả công an luôn, bà con thấy ghê không? Đó, ngày mai nó chết rồi mà bây giờ nó vẫn còn. Đó, thì nè, quá trời người luôn. Một cái kênh mới toanh luôn bà con, một kênh mới toanh luôn mà tôi không tin được là 800 bình luận. 800 bình luận luôn. Đó, trong khi kênh Sơn Sàm TV của tôi đó gần nút bạc rồi nha. Gần nút bạc rồi đó, mà tôi lên một cái clip nào mà hay lắm là cũng được 100 mấy 200 bình luận à. Đó, mà lên một cái clip gì đâu mà 800 bình luận luôn trời. Đó, 800 bình luận luôn nè. Ồ, mới lập cái kênh mới luôn á mà toàn là bình luận chửi không. Rồi, để tôi đọc một số bình luận cho bà con nghe nè. Đó, không có giấy triệu tập lần ba đâu Đinh Lan ơi, chỉ có công an đến áp giải em đi thôi, anh quá lo cho em rồi đó. À, rồi à, tiếp tục bình luận đây nè. Độ gan lì thì không giới hạn, đem ba cái vụ hứa hẹn của người ta đâu có liên quan đến cái việc phạm tội của mình. Đó, rồi tiếp tục Lan Nguyễn bình luận tiếp nè. Chị ơi, chị uống thuốc chưa mà lên nói hoài vậy, chị ngủ ngon nha, để mai có xích mà để bước lên xe có còi hú. Mai lên xe thùng rồi. Ừ, rồi tiếp tục ở dưới đây nè. Tạm biệt Lan nha, nghe lời ông giáo học tập thật tốt đó. Rồi chuẩn bị được mặc quần áo bà đầm già ăn cơm không đồng rồi, cục cưng ơi, cười cái cho thoải mái đi. Rồi chuẩn bị mặc đồ Juventus nha, đó sọc trắng đen đó quý vị. Đó, buổi sáng thì chào cờ xong bắt đầu là trồng rau cắt cỏ nuôi heo đó, chiều thì đi chặt cây chặt củi, tối về thì coi thời sự. Cơm nước có người lo đó, thấy không? Rồi tiếp tục nữa nè. Tiếp tục nè. Lan chá là la chán, la chán là lan chá, lan chá ngán lan luôn, mai gia nhập Juventus rồi. Rồi tiếp tục một cái bình luận này mới hay nè bà con. Lan nè, Đinh Lan đang copy cái phong thái và cách nói chuyện của bà Hằng à, nhưng ai đâu ngờ cố tỏ ra mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng đó. Tôi nói chắc với bà con luôn, tối nay ngủ không được. Tối nay là trứng cút đánh len keng đó, ngủ không được luôn, tối nay ngủ không được. Đó, bắt đầu là gì không biết sáng mai làm sao đây đó, sáng mai làm sao đây đó. Rồi sáng mai thì bắt đầu thì phải đi lên thôi, chứ không có cái lý do gì mà người ta triệu tập như thế. Bây giờ mà ngày mai á không lên, ngày mai không lên, ngày mai mà không lên là có chuyện à.
ngày mai không lên là người ta cưỡng chế, người ta hốt đi, xe thùng xuống hốt đi chứ không cần mà mời bích triệu bích tập nữa đó. Ừ đó, người ta nói nè, rồi ở đây có một cái bạn bình luận rất là hay đó, tự cho mình là người chính nghĩa à, tự cho mình là người chính nghĩa mà công an mời không dám lên à, sợ công an đúng không đó. Rồi tiếp tục nè, ngày mai lên đường nhớ cải tạo tốt em nhé, về sớm nha, vào đó nhớ livestream cho mọi người xem với chắc là nhiều view lắm đúng chính xác luôn bà con, tôi nói thiệt với bà con, bây giờ mà ông Đinh Lan nó vô đó nha, nó cắt cỏ, nó nuôi heo nha, đó nó làm ruộng làm rau đồ, nó đi chặt củi chặt cây, nó đi nó cải tạo trong đó mà nó livestream á, view tôi bao view luôn, view còn hơn bà Hằng luôn mỗi lần mà nó livestream thì có thể cũng phải là cả 100,000 người xem nha đó, ngon luôn, nhưng mà quan trọng là công an người ta có cho livestream không hay vô đó ta cho bắt coi thời sự thôi rồi đúng không. Rồi tiếp tục một cái bình luận nữa nè, rồi à, tối nay Lan nhớ live xuyên đêm luôn nha Lan, ngày mai thì có người phụ xếp đồ đạc, trời ơi khùng hết tầng rồi, cả địa phủ không ai hơn Lan rồi tiếp tục một cái bình luận nữa nè, quá trời, ngủ sớm đi chị, mai không còn được chào bà con đâu chúc chị mau chóng gia nhập à câu lạc bộ Juventus rồi rất là nhiều bình luận ở dưới, hầu như hồi nãy giờ là 800 bình luận, 800 bình luận, không có bình luận nào khen hết, hình như bữa nay nó chán rồi, nó không xóa nổi nữa rồi, không xóa nổi. Ừ, lúc trước còn có thấy là chị ủng hộ em rồi chúc Lan sức khỏe được ha, bây giờ là thôi thấy thua rồi nè, quá trời bình luận nè, rồi thương mẹ già và bốn cháu nhỏ đó, rồi mẹ già và bốn cháu nhỏ, rồi tiếp tục nè, tội nghiệp quá, sắp lên xe hoa rồi xanh xao lo lắng hồi chiều lên cái clip đó bà con, ngồi nói chuyện á tỏ vẻ là có nghĩa là bây giờ Đinh Lan đang tỏ ra là ok, tỏ ra là ổn, tỏ ra là không có gì đó, để mà gì, để mà yêu cầu thằng lang thang đường phố nó xóa kênh đó ổn ổn ổn, rồi từ từ để mai đi rồi ổn ha đó mặc dù là trong bụng là đánh trứng cút len keng đó, tôi nói bây giờ là tối nay nó rung rồi, nó đáy rỉ rồi, nó đáy rỉ chứ không đáy không ra giọt luôn rồi tiếp tục nè, rồi à, thay vì xem hài thì xem clip này cũng giải trí à, có nghĩa là nói con này nói chuyện mắc cười, rồi tiếp tục một bình luận nữa nè, bệnh thì siêu nặng cứ thích bơi móc, lời trăn trối cuối cùng, tội cho một kiếp người, lời hứa chị Hằng làm được ý nghĩa nhất là chơi tất tài với con Đinh Lan này đúng không, đó có nghĩa là bà Hằng mới hứa là chơi tất tài với con này là bà làm được rồi đó đó, rồi rất nhiều người nữa nè, hóng ngày mai quá đi nè, rất là nhiều khán giả hóng hồi hộp chờ đợi kết quả, rồi lại mẹ đúng là điếc không sợ súng nè, rồi ok tiếp tục cũng có một cái bài bình luận nữa, đêm nay trên phố mưa tơi bời, lòng nghe bao nhớ nhung đầy vơi, làm sao cho Lan vui, làm sao cho đêm nay Lan vui, là một khán giả đã chế luôn cái bài hát của bà Hằng nha đó, làm sao mà cho Lan vui, nãy giờ tôi thì tôi không thấy một cái bình luận nào mà khen Lan thử nha, rồi con cá nằm trên thớt trước khi chết dãy dụa nhiều vào đó, một bình luận của bạn tên là Đặng Tuấn Anh nè, trời ơi. Rồi tiếp tục nữa là sao vẫn còn can đảm lên sóng vậy, thôi thì ráng lên lần cuối đi, ai mà lấy được em này là trúng số độc đắc rồi ok, rồi rất là nhiều bình luận, càng chống đối lệnh triệu tập thì cái tội càng tăng đó, đừng có để tới lúc mà đọc lệnh khám xét nhà rồi leo lên xe đó, lúc ấy là mệt lắm, bây giờ thà bây giờ tự lên đi đúng không bà con đó, người ta nói là muốn vừa đi, bây giờ là muốn đi lên hay là muốn là vừa khóc vừa lên đó, rượu mời không uống mà uống rượu phạt đúng không, thì ngày mai không lên thì người ta đánh xe thùng chúng ta hốt thôi, nó đơn giản, một là ngày mai tự động lên đó, là nó còn được một chút xíu thể diện đó, nó còn chút xíu gọi là đó, gọi là đó, còn không là người ta đánh xe thùng chúng thì thôi chứ lúc đó còn nói gì nữa. Ừ, rồi rất là nhiều cái bình luận ở dưới, bạn này thì có một cái lời khuyên rất chân thành là gì, à, vô chai nước biển cho khỏe đi chị người chị xanh xao quá, em lo cho chị quá, nói chuyện cũng không trôi chảy như mọi khi nữa, run lắm hả chị, không sao đâu đừng lo, chị cứ ở nhà đừng có đi đâu hết, ngày mai xe thùng xuống tới nơi đã rất là nhiều bình luận luôn bà con. Rồi
rất là nhiều nè. Đó, tiếp tục nữa nè. Rồi, dịch bùng quá không thể đưa Lan đi một đoạn được. Đây là một khán giả rất là có tâm nha, muốn tiễn Lan một đoạn đường nhưng mà tại vì dịch thì không thể tiễn Lan đi được. Thôi Lan vào tù vui vẻ nhé, ráng cải tạo tốt để hòa nhập với cộng đồng. Một bình luận của bạn Ami Trần nè. Rồi, một bạn tên là Ngô Bùi nè. Còn có mấy giờ đồng hồ nữa thôi, Lan đã sắp xếp đồ dùng quần áo xong chưa? Đừng quên đem theo quyển học đạo đức làm người tử tế nhé. Vài năm sau thì được ra thì Lan hãy sống sao cho ra một con người. Trời ơi, hay quá, bạn này bình luận hay quá. Rồi, rồi tiếp theo có bình luận của thằng Bánh Mì nữa. Bánh Mì cũng vô là em không đi để anh qua chở em đi. À trời ơi, Bánh Mì đi vô đó bình luận trong cái clip của người yêu đó nè. Trời ơi, 48 phản hồi ghê thiệt. Ừ. Rồi Lan không cần đi nha, rồi chúc chị thượng lộ bình an. Đó, không hiểu chị vào tù sẽ như thế nào, sĩ xem cái mõm của chị có bị sưng không. Trời ơi. Đó thì rất là nhiều bình luận, hầu như là tôi thấy là đây mới chính xác là YouTube. Đó, bà con thấy không? Tại sao? Tại Sơn Sàm á, là Sơn Sàm làm YouTube rất là nhiều 2-3 năm nay rồi đó, nhưng mà hầu như Sơn Sàm là không có xóa bình luận. Tại sao? Tại vì cái bình luận là gì? Cái bình luận của khán giả đó là cái thước đo cho cái video của mình. Đó là cái định hướng, cái đường đi của mình, đó cái con đường của mình chọn. Đó, mình phải lắng nghe khán giả. Tại vì á, khi mình làm một clip lên, có người thì khen có người chửi có. Đó, nhưng mà Sơn Sàm lúc nào cũng đọc hết bình luận của người ta ở bên dưới. Đó, ví dụ như người ta khen thì người ta khen, mình phải biết người ta khen cái nào mình cần phát huy. Còn người ta chửi thì mình phải biết là người ta chửi cái gì, đó mình cần phải sửa chỗ nào, đúng không? Đó, thì bây giờ thì Sơn Sàm thì lúc nào cũng đọc hết nhưng mà không bao giờ xóa. Còn Đinh Lan này hồi trước là nó xóa hết bình luận chửi. Đó, nhưng mà bây giờ nó vỡ bờ, vỡ trận rồi, xóa không nổi. Đó, bây giờ đây mới đúng là cái kênh mà nó mới lập ra nè. Đó, đây mới đúng là cái hiệu ứng của khán giả nè. Đó, một 800 bình luận là y chang 800 bình luận chửi nè. Nó không có ai khen cả. Đó là mới biết là con người nó sống như thế nào rồi, đúng không? Đó, mà ông luật sư nào á, ông luật sư nào mà đứng ra bào chữa cho nó thì thôi, tôi nó nghĩ cũng đội bô luôn. Ừ. Rồi không biết ăn nói làm sao với cộng đồng. Không biết ăn nói làm sao với người dân. Đó, một cái con người mà tai tiếng như thế mà đi đứng ra mà đi banh vực rồi tùm lum tà la đúng tào lao mới lao. Chán ghê đó. Rồi, nhiều bình luận lắm nè. Đó, rất là nhiều. Trời ơi, bây giờ tôi đọc không hết đâu. Đó, đúng không bà con? Đó thì bây giờ đó là ngày mai tôi sẽ nghe ngóng thông tin. Đó, tôi có những kênh thông tin hay lắm. Đó, sáng mai là tôi nghe phong phanh, là có gì là tôi cập nhật, là tôi tỉa cho bà con liền. Đó, sáng mai mà có cái gì là tôi thông tin bà con liền. Đó, thấy không? Hôm mai tôi thông tin gấp liền. Đó, thì rồi ok. Bà con ngủ ngon nha, bà con ngủ ngon. Rồi trước khi bà con ngủ ngon thì xin nhắc lại một lần nữa là cái chương trình là Vì Cuộc Sống Ấm No. Mỗi clip thì ở cuối video thì Sơn Sàm quảng cáo chút. Đó, hiện tại thì Sơn Sàm vẫn bán hàng ở trên cái YouTube, cái Zalo này nha. Đó, rất là nhiều hàng Nhật nhập khẩu. Đó, hàng Nhật uy tín và chất lượng. Hàng Nhật này là của gia đình Sơn Sàm. Đó, không có quảng cáo cho ai hết. Đó, bán cả chục năm nay rồi. Đó, thì tình hình bây giờ là đã giao hàng lại được rồi nha. Đó, một số khu vực như là Thủ Đức nè, Bình Thạnh nè, đó với lại Bình Dương, đó là giao hàng khó khăn không được thôi. Còn tất cả những cái vùng khác thì vẫn giao hàng bình thường, nó hơi lâu ngày thường, lâu hơn so với ngày thường 1-2 ngày. Rồi ở trên cái này nó bán rất là nhiều sản phẩm nha bà con. Đó, rất nhiều sản phẩm của Nhật Bản nè, những cái miếng dán thải độc nè, những cái hộp thuốc nhuộm tóc nè, tất cả của Nhật Bản rất là chất lượng. Những cái viên viêm xoang nè, đó đau nhức xương khớp nè, thuốc bổ mắt nè, collagen nè, đó viên uống collagen làm đẹp da nè, những cái bộ dao Nhật làm bếp nè, đó những cái sản phẩm mà gia dụng nè, đó tất cả là hàng Nhật 100% nha bà con. Rồi bà con cứ mua về, đó Sơn Sàm sẽ liên hệ trực tiếp gói hàng, nếu phát hiện không phải hàng Nhật, đó hàng giả hàng nhái, rồi Sơn Sàm chuyển khoản trả tiền gấp 10 lần, hứa danh dự trả ngược lại sản phẩm cho Sơn Sàm nha bà con. Rồi đó, kết bạn Zalo với Sơn Sàm nha, kết bạn Zalo rồi vô coi có mua được cái gì mua. Đó, mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Rồi chúc tất cả mọi người ngủ ngon nha. Rồi sức khỏe vượt qua mùa dịch. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.